Bão Côn Sơn giật cấp 11, bóng ma sạt lở rào trăng đe dọa những tỉnh nào? Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo, bão Côn Sơn sẽ gây mưa lớn, một số tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có rông lốc mưa lớn. Nhiều người lo ngại sẽ xuất hiện sạt lở như vụ rào trăng từng xảy ra vào năm 2020 khiến nhiều người chết. Hồi 7 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm bão Côn Sơn ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 121,7 độ Kinh Đông trên khu vực gần miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km h giật cấp 11. Quỹ đạo của cơn bão Côn Sơn trong những giờ tới rất phức tạp khi đi qua Philippines vào Biển Đông. Thời điểm hiện tại, khả năng cao nhất của bão Côn Sơn khi vào Biển Đông sẽ mạnh thêm và di chuyển chủ yếu Tây Tây Bắc với tốc độ là 15 đến 20 km mỗi giờ. Khi đi đến khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão sẽ vào cấp 11, giật cấp 13, gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Đối với khu vực đất liền, hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão Côn Sơn, nhưng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý về đợt mưa lớn trên diện rộng đang diễn ra và còn kéo dài tới hết ngày 9 tháng 9. Sau đó mưa giảm và có thể tăng trở lại từ ngày Chủ nhật 12 tháng 9. Từ đêm qua và sáng sớm nay, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và rông. Riêng khu vực Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, một số nơi có lượng mưa lớn. Bản tin được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát đi cảnh báo ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ có mưa lớn cục bộ, lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là thông tin bà con cần hết sức lưu ý để chuẩn bị các tình huống đối phó, tránh lặp lại những mất mát đáng tiếc như vụ sạt lở ở rào Trăng, Huế và Nam Trà My, Quảng Nam xảy ra năm 2020 khiến nhiều người bị vùi lấp qua đời. Dự báo xa hơn, sau cơn bão số 5, chúng tôi dự báo từ nay cho đến hết năm 2021, trên khu vực biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 6 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới và còn khoảng từ 2 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bão Côn Sơn có quỹ đạo và cường độ rất phức tạp. Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Côn Sơn tương tác với cơn bão mạnh khác nên quỹ đạo và cường độ của cơn bão này sẽ còn rất phức tạp. Hiện nay, bão Côn Sơn đang ở ngay trên khu vực miền trung Philippines, cường độ cấp 8, cấp 9. Ngoài ra, một cơn bão khác có tên quốc tế là Chan Thu đang cách bão Côn Sơn khoảng 1.100 km về phía đông. Các phương án tính toán dự báo mới nhất của Việt Nam và thế giới đều cho thấy quỹ đạo và cường độ của bão Côn Sơn sẽ còn rất phức tạp. Dự báo về cường độ và quỹ đạo của bão Côn Sơn sau khi đi qua Philippines còn thay đổi nhiều. Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời điểm hiện tại khả năng cao nhất là bão Côn Sơn sau khi suy yếu đi qua Philippines vào biển Đông sẽ được tổ chức lại mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Bão Côn Sơn có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo bão có thể đạt tới cấp 11, giật cấp 13. Ngoài ra vẫn còn có khả năng bão suy yếu và đi lên phía Trung Quốc và cũng có những dự báo bão đi trúc xuống phía Nam, có phương án bão vào vịnh Bắc Bộ và suy yếu. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, các dự báo cho cơn bão Côn Sơn còn rất phân tán. Nguyên nhân chính là do bão đang ở vùng đảo và đất liền của Philippines, tương tác với đất liền, các cụm đảo và cả bão tràn thu bên ngoài khiến bão Côn Sơn rất khó lường. Nhiều khả năng trong đêm nay, sau khi đi qua Philippines, bão Côn Sơn sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 năm 2021. Bão Côn Sơn có hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ di chuyển trung bình là 20 km h Ảnh hưởng trực tiếp gây sóng to gió lớn cho khu vực quần đảo Hoàng Sa trong ngày 10 tháng 9. Cường độ bão Côn Sơn sẽ đạt mạnh nhất khoảng cấp 11 khi đi qua vùng biển quần đảo Hoàng Sa và trước khi tiến gần về đảo Hải Nam, Trung Quốc, sau đó có quá trình suy yếu dần. Chính vì thế, những nguy cơ và tác động lớn nhất của bão Côn Sơn sẽ là gió rất mạnh trên toàn bộ vùng biển Bắc Biển Đông trong ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 9 trong đó khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 11 trong khoảng ngày 10 tháng 9 toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần được tránh trú an toàn đối với khu vực đất liền hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão Côn Sơn nhưng khu vực bắc và trung trung bộ cần lưu ý về đợt mưa lớn trên diện rộng đang diễn ra và còn kéo dài tới hết ngày 9 tháng 9 sau đó mưa giảm và có thể tăng trở lại từ ngày chủ nhật bão Côn Sơn gần biển đông cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình Cảnh báo từ ngày hôm nay đến ngày mùng 10 tháng 9 trên các sông suối khu vực bắc bộ từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông khu vực bắc bộ từ 1 cho đến 3 mét trên thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 4 đến 7 mét trung hạ lưu từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này trên đỉnh lũ các sông suối nhỏ thượng lưu các sông có khả năng đạt mức báo động 1 báo động 2 có sông trên báo động 2 hạ lưu các sông chính ở mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Đô thị ở các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong rằng quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh Tin tức Việt bằng cách bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo về những video mới nhất xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau